cháu Mai xin chào ông bà, cô bác và anh chị. Trên tay cháu Mai đang cần là miến rong sợi nhỏ. Miến này thì nấu lên rất là dai, dai và không biết nở như miếng bình thường. Đây, trên bàn đây cháu Mai nấu được giống y nguyên như cũ thôi cô bác ạ. Theo cô bác thấy nó không biết nở. Cháu Mai bước lên đây là rất là lâu rồi, hình như là nó vẫn giữ y nguyên. Ông bà cô bác anh chị nào mà muốn mua miến rong thì liên hệ cho cháu Thành hoặc là cháu Mai qua số điện thoại trên màn hình. Cháu Mai xin chào ông bà cô bác và anh chị đã đến với kênh Thành Mai Tây Bắc. Được mấy hôm rồi, hôm nay rét đậm rét hại lại về nên cháu Thành và cháu Mai lại lên nhà chú Sinh xem chú Sinh đã chuyển lên ở trên nhà mới chưa. Với lại hôm nay cháu Mai đi thì có cháu Mai với cháu Thành có mua cả đồ ăn với lại đồ dùng cho chú Sinh, với lại mang quần áo của cô Hương Nga ở Sài Gòn với lại Minh Vui Thảo ở Hải Phòng cho các bạn nhỏ ở trên này. Mang lên trên này là gặp bạn nào thì chia cho bạn đấy. Bây giờ cháu Thành và cháu Mai lên nhà chú Sinh. Hôm nay thời tiết là khá là lạnh luôn. Hôm qua trời vẫn còn nắng ấm ấy. Hôm nay nhiệt độ là hạ thấp hẳn một nửa luôn. Không biết là trời rét là chú Sinh đã ở trên ngôi nhà mới chưa? Cháu chào chú ạ. Cháu chào chú. Đang làm cái chuồng gà đấy à? Làm như thế đấy, cái này thôi. Chú phải lấy bốn cái cọc cứng đi để đóng bốn góc thì nó mới chắc chắn chú ạ. Không bốn cái liếp này không có không cứng là không chắc đâu. Nhìn lấy cái to lắm á. To con này có vừa không? Như này thôi, mình chú thì không nuôi được nhiều gà đâu. Làm 2 tầng nhá, chú Sinh. Làm 2 tầng. Cho 2 tầng đấy. Vâng, cho con gà nó nhảy lên. Đúng rồi, mình biết đấy. Không thì trời lạnh mà con gà nó ở dưới đất thì nó bị lạnh chân là nó tùa đấy. Là nó tải đấy. Mình có nhập ngoái hết rồi đó rồi. Đây cái vào kia đóng á, chôn bốn cái cọc vào này, cháu thấy chú lấy cái vào đây làm bốn góc thì quá chắc chắn luôn. Chú đã ở trên nhà mới chưa? Chưa. Lạnh quá thì lên đây ở đây chú. Lạnh kéo dài mấy hôm đấy. Lên đây ở được rồi, đây vào trong nhà này ấm hẳn này. Không, ở ngôi nhà kia cháu thấy là gió nó lùa thì từng cơn thì rất là lạnh luôn. Hôm nay trời quá rét rồi chú ạ. Rét đấy. Rét kéo dài mấy hôm đấy. Mai còn rét hơn chú Sinh. Ừ. Sợ đấy. Thế chú đã xem được ngày vào nhà mới chưa? Xem rồi. Mọi chuyện xem rồi. Thế họ bảo bao giờ vào nhà mới? Mấy ngày thôi. Mấy ngày nữa à? Mấy ngày mới đến đấy. Ôi bà trời rét này thì cứ vào đi chú ạ. Đấy như thế là lấy cái vừa cái cứng vừa hết đấy. Chú phải chôn bốn cái cọc vào xung quanh này. Điều thì mới chắc hết làm được gà cùng chú Sinh cho nhanh. Mày buộc mấy cọc vào cho chắc chú ạ. Phải đóng chắc vào.
Để hôm nào gần Tết là cháu mua mấy con gà lên cho chú để nuôi. À, điện mặt trời thì hôm nào mang lên đúng không ạ? Mang lên. Dìa bao lỗ thì chôn đó đi. Chắc vào. Chắc mấy cái cọc này. À, chỗ này vướng cái gì rồi, không thắng được rồi. Chú không làm cửa à? Ô, chưa làm. À, khoét sau à? Làm sau thì cái cửa phía làm trên kia thôi đấy. Cửa? À. Cửa thì làm trên này. Trên này đây, mình làm như thế rồi. Mang cả đến mai mình làm cửa đây. Đấy, chú cứ làm xong nhá, hôm nào à, cháu mang gà đến. Rồi, mình phải làm. Này, mình chặt à, chú chặt đi, cho nên đóng nốt cái đấy. Đây. Trời nhanh tối thế. Tối nhanh lắm, sắp mưa. Sắp mưa rồi răng ấy. Ăn Tết thì mưa đấy cái nào. Sắp Tết rồi chú ạ. Hôm nào chú đi chặt vào về đóng cọc để ra vườn để trồng rau đi chú. Vâng. Đợt này cháu bận quá, cháu không lên giúp được chú. Những công việc nhẹ này thì chú tự làm nhá. Mình không làm thôi. Vâng, làm cửa ở đây chú ạ. Dây của chú đâu hết rồi? Không có dây để buộc à? Có đâu. Đây. Buộc cái dây này chắc không? Ủa, dây này thì cháu không biết buộc rồi. Thì chú tự buộc nhá. Ủa, chào hai bạn nhỏ. Ở trong xóm mình hôm nọ chú thấy có đông bạn nhỏ mà. Chú nó đi về rồi. Đi về rồi á? Hôm nọ có bạn gái ấy. Nhà bạn gái ở đâu? Ở trên kia. À, trên kia à? Vậy ở xóm này có hai bạn thôi à? Phải. Còn bạn bé nào nữa không? Có. Thì cháu đi gọi cho chú đi. À, nhà chú bên này có bạn nhỏ nhỏ à? Bạn này đúng không? Hôm nào là thấy có bạn gái ấy. Nhà ở đây à? Phải. Ờ, cháu đi gọi cho chú đi nhé. Bảo là bạn đưa cháu sang đây là chú Thành cho áo, áo rét. Đi. Thế cháu này thì ở đây. Cháu mấy tuổi rồi? Cháu mấy tuổi rồi? Học lớp mấy rồi? Học lớp 3E. À, lớp 3E à? Có phải là cháu đi học là thích đi học thì học, thích, thích đi ra ngoài thì đi không? Phải không? Có phải không chú Sinh? Bên đùa có một đứa gái. Không, cái bạn này có phải là đi, à, thích đi học thì đi à? Không đi thì thì ở nhà à? Thế năm nay lên lớp mấy? Không biết. Không biết á? Một cộng một đồng mấy? Cộng một hai. À, hai cộng hai? Ba. Hai cộng hai bằng ba? Hai cộng hai bằng mấy? Hai cộng hai bằng mấy? Đây số mấy đây? Đây là số mấy? Đây mình ngón tay.
cháu. Đây là một ngón à? Đây chú dưa mình ngón đây. Cháu không biết tính rồi, đây đây là hai ngón. Đây là số 2. Thế 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng 2. Thế 1 cộng 2 bằng mấy? 2. À 1 cộng 2 bằng 2 à? Thế về bảo bố mẹ là dạy thêm bảng chữ cái nhá. Cháu có biết viết không? À không biết viết à? Số mấy? Số mấy đây? Số mấy? Đây số mấy? Số 2 à? Phải số 2 không? Đây là số 1. Cháu mấy tuổi rồi? Lớp 3 là lớp 1 6 tuổi, lớp 3 7 8 nhỉ, 8 tuổi. Phải 8 tuổi không? 8 tuổi không? Đây là anh trai của cháu à? Em đấy. À. Anh này không biết học à, không biết tính à? Không biết. Không. À, cháu học lớp mấy rồi? Học lớp 1. À, cháu học lớp 1 à? Anh học lớp mấy? Học lớp 3. À, lớp 3. Nhưng anh bị sao chứ, đúng không? Phải. À, anh kiểu không được thông minh ấy nhỉ? Phải. Ừ. Sinh ra là cháu bị như thế rồi à? À, không phải á? À? Đây. Thấy bạn kia đến chưa? Em về với mẹ đi làm. À, đi làm rồi à? Đi kia là hồ của mình một con. Đây, ra đây hai cháu ra đây. Hai cháu cởi áo ra. Để chú cho hai cháu ươm áo. Mai các cháu đi học không? Bố mẹ cháu đâu rồi? Mẹ ở nhà, ba ở nhà. À. Bố đi làm. À, bố đi làm. Mẹ cháu xem nào. À, vừa bộ này đấy. Nào, cháu mặc nhá, mặc xem nào. Đấy, cái này phải mặc đi học nhá. Mặc ở nhà chơi thì nó bị bẩn đấy. Nhà mặc chú xem vừa đây. Đây cháu cài vào xem nào. Vừa không? Có ấm không cháu? Có. À. Đấy, mùa đông rồi. Có ấm không cháu? À, ấm à. Đấy. Đây, chú tặng cho mỗi cháu là hai chiếc nhá, hai chiếc áo. Chú xem số rồi. Quần áo thì giống nhau, về đánh dấu nhá. Bà mẹ đánh dấu cho. Không lại mặc nhầm. Đây, cầm một chiếc này nhá. Đây. Đấy, hai cháu xin chú chưa? Em xin chú. Ừ, hai cháu ngoan lắm. Cái này là không phải là quần áo của chú nhá. Áo này là của ông bà ở dưới Hải Phòng và Sài Gòn. Hai cháu bảo là cảm ơn ông bà ở Sài Gòn và Hải Phòng. Hai cháu nói đi. Hai cháu chắc là chưa nói được nhỉ. Đây, hai bạn nhỏ tuổi quá chưa biết nói. Cháu
cháu Thành xin thay mặt cho hai bạn nhỏ cảm ơn cô chú Hưng ở Sài Gòn và cô chú Minh Vui Thảo ở Hải Phòng có món quà rất là ý nghĩa là mang đến cho các bạn nhỏ trên vùng cao. Và những cái thời tiết mà thời tiết giá lạnh như này thì các cháu được bộ áo đồng phục mặc này thì rất là ấm luôn. Đấy, mặc hai cháu thì không sợ rét rồi. Bây giờ còn quần áo chỗ này nữa thì cháu Thành sẽ gặp các bạn nhỏ là ở đường thì cháu Thành đã phát, thì không gặp thì cháu Thành cứ mang về. Sau nào xem ở trên bản nào có đông trẻ nhỏ thì cháu Thành sẽ mang đến. À, chú nghỉ tay ra đây cháu trao quà cho chú. À, chú Sinh ơi, hôm nay đến đây thì cháu mua cho chú là 5 gói bún khô và một bình giấy vệ sinh và một chai dầu rửa bát và 20 quả trứng này và một cân cá khô. Hôm nay cháu mua cho chú là không phải tiền của cháu đâu. Hôm nay cháu mua những cái thứ này cho chú ấy là cháu trích từ quỹ tiền làm nhà của chú ra. Hôm nào họ làm xong cửa nữa thì cháu sẽ công khai tài chính chi tiêu mọi thứ là từ trước đến giờ cháu mua cho chú lên video sau. Hôm nay là biết thế là cháu hôm nay là cháu mua tiếp cho chú nhá. Mấy hôm trước thì cháu Mai đã đọc số tiền nhà chú Sinh nhận được là tổng là 35.006.000 và thêm chị Cúc Nguyễn gửi tặng chú 1.000.000 vào quỹ làm nhà và thêm chị giấu tên ở Hà Lam tặng cho chú 2.000.000 nữa vào quỹ làm nhà. Tổng số tiền ở hiện tại bây giờ ấy đến là 38.006.000 chú Sinh ạ. Đây là của các mạnh thường quân hỗ trợ cho chú đấy. Để hôm nào là xong cửa thì cháu sẽ chi tiêu cụ thể những thứ cháu mua. Đấy, xong rồi mua hết bao nhiêu còn bao nhiêu thì cháu sẽ lại làm một cái video thông báo lên kênh cho các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm biết và cô bác khán giả cùng biết. Mọi chi tiêu thì để sau này xong cửa đã chú nhá. Rồi mọi thứ bây giờ chú cất vào thôi. Đây. Bây giờ cũng muộn rồi, đi về nấu cơm rồi chú ạ. Đấy, xem sớm thì vào nhà đi, không thì trời rét đậm rét hại này thì không vào thì lại khổ ra chú ạ. Có ngày mới lên thôi. Hôm nay có ngày lên nhà mới mà. Chú Sinh ở chưa có ngày lên nhà mới nên chú không lên. Phải như mày xài lắm. Qua nữa cho nó lòng hiểu. Ở bên ngoài trời khá là tối rồi nhưng trên màn hình video thì màn hình điện thoại thì trời còn nhìn nó sáng rồi cô bác ạ. Nhưng thực ra thì bên ngoài rất là tối. Vài hôm nữa là chú Sinh lên nhà mới ở rồi. Không phải ở cái ngôi nhà mưa gió là lùa đến người rồi. Bây giờ chú Sinh là chú gầy bếp để nấu cơm tối. Ôi trong ngôi nhà này của chú là gió lùa lạnh lắm chú ạ. Có áo ấm nhưng đêm ngủ thì vẫn thấy lạnh đấy chú. Nhiều củi hả chú? Tối đốt vừa thôi, đốt quá thì khói không tốt đâu chú ạ. Chẳng may ngủ say thì lửa nó cháy vào cái nếp này thì mình không biết gì là nguy hiểm đến tính mạng đấy. Hôm nay ở đây mất nước à chú? Cháu thấy mất nước hôm qua nó làm những cái làm rượu có lượng to đấy. À những cái đựng nước của chú là hết nước rồi. Có này. À trong son vẫn có à? Có thì can hai cái can cũng có hết. À. Thank you.
Chú nấu cơm không? Chú nghỉ ngơi nhá. Thì tí là rau đi. Có trứng với có cá khô đấy. Có trứng với có cá khô đấy. Ăn gì thì nấu ăn chú ạ. Hai vợ chồng cháu đi về đây. Chào chú. Chào chú, cháu về đây ạ. Cảm ơn nhá. Lạnh quá rồi. Có hạt mưa rồi đấy. Không về nhanh là mưa cứ hết người là ốm đấy. Mai ạ. Cháu Thành về từ trên nhà chú Sinh đến nhà cháu Thành không gặp bạn nhỏ nào ở đường. Có gặp bạn nhỏ nào thì cháu Thành có phát cho bạn đó một chiếc áo. Không gặp thì để hôm nào là cháu Thành là gặp bạn nào ở đâu thì cháu Thành phát thôi. Hôm nay là video đến đây thôi. Cháu Thành xin chào, hẹn gặp lại quý cô bác trong những tập tiếp theo trên kênh Thành Mai Tây Bắc.